Chiều ngày 4 tháng 6, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm đối với V. B. B. H. ngụ quận 6 về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án là cha và mẹ ruột của bị cáo. Tại tòa, H thừa nhận hành vi phạm tội và xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt. Phía gia đình, anh, chị ruột của bị cáo cũng xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho H. Theo cáo trạng, khuya 1 tháng 8 năm 2021, tại ngôi nhà trên đường Bình Tiên, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, H đi từ tầng gác xuống tầng trệt và mang theo một con dao dài đến nơi bà N, mẹ ruột, đang nằm và tấn công liên tiếp nhiều nhát vào người bà. Khi ấy, ông T, cha của H, từ tầng gác đi xuống, phát hiện sự việc bèn la lớn rồi dùng tay khống chế con dao mà H đang cầm. H lúc này hất tay ông T ra rồi tiếp tục tấn công nạn nhân chết gục tại chỗ. Quay sang thấy chị ruột, H đe dọa, người chị hoảng sợ chạy trốn ra ngoài, chi hô cho người xung quanh. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, khống chế và bắt giữ H khi đang cầm con dao trên tay. Hậu quả vụ việc khiến cả cha lẫn mẹ của H đều tử vong. Kết luận giám định pháp y tâm thần xác định trước, trong, sau khi thực hiện hành vi giết người, H bị rối loạn loạn thần do sử dụng nhiều loại ma túy, mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của H đã xâm phạm sức khỏe, tính mạng của người khác. Qua xem xét hồ sơ vụ án và quá trình xét xử công khai tại phiên tòa, hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt V, P, P, H mức án tử hình.